Vâng, sau đây mình xin hướng dẫn bạn cách cài đặt cũng như là sử dụng chiếc tai nghe i12 này nhé. Thì nó cũng không có gì nó khó đâu. Mỗi tội là ban đầu thì mình cần phải cài đặt ban đầu một chút thôi. Thì nó mất tốn chút thời gian thôi. Thì ban đầu khi mà mở khui hộp cái tai nghe này ra ấy, thì bạn không cần phải làm gì nhiều đâu. Đối với thiết bị iPhone thì bạn chỉ cần là đảm bảo ví dụ như là Bluetooth điện thoại này thì đang tắt thì bạn bật nó lên. Đó. Thì thứ hai nữa là nếu như mà điện thoại của bạn đang ghép đôi với một cái điện thoại khác hay là một cái thiết bị Bluetooth khác thì bạn vui lòng xóa quên thiết bị, tạm thời quên thiết bị đi. Để bởi vì sao? Để tránh trường hợp đó là khi mà có quá nhiều thiết bị Bluetooth một lúc ấy nó sẽ xung đột kết nối và dẫn đến tình trạng là bạn sẽ không tìm thấy thiết bị. Đó, sau khi mà bạn đảm bảo được hai cái yếu tố đấy thì bạn chỉ cần đó là bật bấm cái nút sau của cái hộp này để cho nó bật nguồn tai nghe lên. Bởi vì cái tai nghe này ấy, thực ra là nó không nó đôi khi nó sẽ không tự bật nguồn được để kết nối hay là để sử dụng được. Thì bạn phải thứ nhất là bạn phải bấm cái nút này hoặc là bạn giữ cái nút cảm ứng ở trên này một lúc này thì nó sẽ tự động bật nguồn. Thì bây giờ mình chỉ cần đơn giản là mình bấm nút sau hộp đấy, sau khi nó đã bật nguồn thì nó sẽ sáng như này. Cái này có ý nghĩa là vừa là bật nguồn và vừa là đang sạc bạn nhé. Thì bạn chỉ cần lấy cái tai nghe ra khỏi hộp, thấy bạn đặt cái điện thoại đó nó sẽ tự tìm ngay lập tức. Và sau khi mà nó nháy sáng ý, hai cái tai nghe nháy sáng mà nó thông báo đã bật nguồn mà một bên tự nhiên tắt đèn đi, có nghĩa là hai cái tai nghe này nó đã ghép đôi với nhau rồi, là bạn sử dụng được hai tai nghe một lúc được rồi. Đó. Trường hợp mà hai bên mà nó cứ nhấp nháy mà không bên nào tắt ý, đó là lúc mà hai bên nó chưa ghép đôi được với nhau. Thì cái đấy mình sẽ hướng dẫn sau. Đó, bạn chỉ cần mở hộp lên xong đặt cạnh tai nghe là nó tự động tìm kiếm, nó mở ra cái cửa sổ này này. Đó, xong bạn bấm vào kết nối là xong. Đó, chờ nó kết nối một chút đó, rất đơn giản. Bạn thấy không? Đấy, xong rồi bây giờ bạn vào phần cài đặt. Đây, ví dụ cái thiết bị đã kết nối đây đây. Đó, bạn có thể cài đặt, ví dụ đây mình zoom lên gần cho bạn xem nhé. Thì tên bạn có thể đổi tên được, đó là gì đi chẳng hạn, A, B, C đi, tên tùy thích của bạn, tên tùy bạn thích đặt tên gì thì đặt. Đó, tên này. Ok, bạn đã đổi tên thành công không rồi. Ví dụ bên trái cái nút cảm ứng bên trái đó là một hai chạm gì đó để nách bài hay dừng bài đấy, thì bạn có thể cài đặt được ở đây. Ví dụ là CD này, cài đặt cái nút bên trái là CD này, tạm dừng này, bài tiếp theo này, bài trước đó đấy, hoặc là tắt không không có gì cả, nó sẽ để về chế độ mặc định hoặc là không có gì cả. Đó, thì bạn chỉ cần cài đặt theo ý thích của bạn thôi. Đó, rất dễ dàng. Đó, phải này, phát tạm dừng này, bài tiếp theo, bài trước đó này, tự động phát đấy. Còn mấy cái này là bạn cài đặt theo tùy ý thích của bạn. Đó, rất là dễ thôi. Bạn chỉ cần mở hộp ra xong đặt cạnh tai nghe nó tự kết nối. Trường hợp mà tai nghe nó không tự kết nối được ý, thì bạn bạn tắt Bluetooth đi. Đó, bạn cho tai nghe vào hộp, bạn tắt Bluetooth đi, xong rồi bạn lại bấm lại từ đầu để cho resetting lại, để cài đặt lại từ đầu ấy. Xong bạn bấm vào Bluetooth này, đó, bấm lại. Nếu như mà trường hợp mà tai nghe nó vẫn sáng đèn này, nó vẫn nhấp nháy đèn thông báo đã bật nguồn hay đã kết nối mà bạn không 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 kết nối, không nhìn thấy trên điện thoại nó, thì bạn resetting lại cho mình, cài đặt lại cho mình, bởi vì tai nghe hoàn toàn không có vấn đề gì nhá. Đấy, bạn chỉ cần cài đặt lại như lúc đầu này, cho tai nghe vào hộp này, đấy, tắt Bluetooth đi này, xong bật Bluetooth lại này, xong rồi bấm nút nguồn này, đó, xong lại lấy ra đặt cạnh tai nghe, đặt cạnh điện thoại, đấy, nó sẽ tự động tìm ngay lập tức. Đó, bạn thấy không? Rất là dễ. Đó. Và bởi vì là cái này nó lúc trước mình đã kết nối rồi, nên bây giờ khi mà lấy ra tai nghe nó sẽ lấy tai nghe ra khỏi hộp nó sẽ tự động kết nối nhé.
Trường hợp nếu như mà nó không nháy đèn ý thì bạn bạn chỉ cần bấm cái nút này, giữ ở chỗ này này, giữ ở chỗ này, nó sẽ tự động tắt nguồn hoặc là nó sẽ tự động bật nguồn này. Đó, bạn thấy không? Nó rất đơn giản thôi.